Đó, các chị thích cái form này thì chụp hình màn hình gửi cho bên em. Bên em sẽ gửi cận cảnh mặt của những cái đồng hồ mà bên em đang có. Vì có rất nhiều màu và có rất nhiều màu dây. Chỉ là em mang không về hết, bởi vì là kho bãi không phải lúc nào cũng cầm về được hết tất cả mọi thứ. Dây màu trắng này, đó. Em dơ lên này. Nhìn màu trắng nhá. Màu trắng nó có mặt trắng hết. Mặt trắng số. Đó, thấy không? Hai cái mặt trắng này. Trắng số nhiều màu. Đó. Cái này nó còn có mặt trắng số đỏ nhé. Mặt trắng số đỏ tươi này này. Nên chị nào lấy chụp hình lại giùm em. Đó. Màu đen. Màu đen, đó. Màu đen là có cái viền bên trong đen này. Thì trông cái mặt đồng hồ sẽ đàn ông hơn. Còn cái màu đen này này. Cái màu đen này là cái màu đen thông dụng của mấy cô bánh bèo đeo. Đây, em đeo thử cho mọi người nhòm. Đây, các chị nhìn này. Màu đen này là màu đen thông dụng. Là phụ nữ người ta thích đeo cái mã này. Bởi vì cái mã màu đen này này. Đó, trông này, trông nữ tính này. Trông nữ tính đúng không? Màu này, trông cá tính này. Vì cái viền bên trong nó là màu đen. Còn cái viền bên trong của cái bên tay này của em là màu trắng. Ok chưa? Đó, nên chị nào lấy chụp hình lại giùm em. Đó, nên là các dây này. Dây da này, đó. Rất đẹp. Còn màu nữa là màu đỏ này. Đó, màu đỏ rất là tuyệt vời. Đây. Trời ơi má ơi. Màu đỏ này. Cái này có của nam luôn nha. Của nam luôn nha. Chị nào lấy cái này một cặp của nam có nha. Kể cả là cái Patek Philippe. Cái này của nam cũng có size 41 luôn nha. Của nữ size 34, của nam size 41. Thì cái đồng hồ Frank Mueller này cũng vậy. Đây. Đó. Mặt đỏ này. Mặt đỏ. Mặt đỏ viền gôn. Mặt đỏ viền trắng. Mặt trắng chữ màu. Ok chưa? Nên chị nào lấy cái nào chụp lại giùm em. Đó. Đây, nó còn màu xanh lá. Màu xanh lá. Đó. Và màu xanh dương. Nó có cả dây màu hồng và dây màu tím. Nha. Nên là đồng hồ nhà em có bảo hành nha. Bảo hành chống nước. Tất cả đồng hồ nhà em đều chống nước. Ok chưa? Đó. Màu xanh lá là đẹp. Đẹp khủng khiếp. Nó theo mệnh của em đó. Đó, cái màu xanh lá này là cái em đeo này. Cái màu xanh lá này là cái em đeo. Em rất thích đồng hồ Frank Mueller. Vì cái form của nó ôm vào cổ tay. Những chị nào cổ tay nhỏ đeo cực kỳ đẹp. Đó, thấy không? Màu xanh lá rất đẹp. Nên chị nào lấy lúc này chụp hình inbox em nha. Đó, chụp hình inbox em. Giờ em sang cho chị mã Rolex Hublot. Ok chưa? Đó, đồng hồ thì nhiều. Nhà thì hàng hóa cũng nhiều luôn. Mà không có thời gian mà like. Mà thời gian đi nhậu thì lắm. Rồi, bây giờ em lên Rolex. Rolex nhà em có đến 70 mấy mẫu. Nhưng mà em không thể mang được hết 70 mấy mẫu về đây. Nên em đeo cho các chị. Các chị nhìn cái khuôn tay này. Cái mặt xanh lá này. Cái máy này là cái máy cơ này. Nhìn đồng hồ nhà em, Rolex nhà em là dòng xịn nha. Không phải dòng thường. Cái này em đeo cũng 4 năm rồi. Các chị nhìn dây này. Đó, dây rất là sáng nha. Chứ không phải là đeo mấy cái đồng hồ mà đeo một thời gian thôi rồi là nó xỉn xuống đâu. Không có một xuân đấy. Đá bên em này. Đá ẩn ở dưới bề mặt nha. Đá nó ẩn, không phải là mấy cái này mình chà mọi người mà để nó lấy lên vải đâu, không có. Nhà em bán đồng hồ là xịn sò nha. Cái này là size 31. Đồng hồ Rolex nó sẽ có mặt nữ này, size 31. Size 30 31 có, 32 có. Size 36. Size 38. Size nam thì có 41, 42. Nên là các chị lấy đồng hồ, các chị muốn mua một cặp cho chồng, riêng mã Rolex thì nó có cặp nam nữ. Thì các chị vui lòng hộ em, bởi vì em không thể ngồi em quay tất cả các mã 70 mấy mã được. Nên là các chị inbox bên em gửi đủ 70 mấy mã. Bề mặt và các loại màu, rồi các loại cặp. Các chị chọn thì bên em ship. Đó. Các chị nhìn mặt đồng hồ bên em đi. Cái đồng hồ này này, đi ra đường ấy, các chị mà những người mà không
không phải là gọi là quá xanh sỏi ấy, cực kỳ khó phát hiện ra nó là đồ fake, rất là đẹp. Mọi người nhìn đấy nhá, cái nhẫn em này, cái nhẫn em nó là kim cương tấm. Các chị nhìn này, đây cùng một cái cung đèn này, nó có kém vân về độ sáng đâu. Đá nhà em mà đá xịn sò, em giơ thử một số mẫu cho mấy chị nhỏ ha. Cái này thì giống cái em đeo rồi. Đấy, cái này giống cái em đeo này, cái này giống cái em đeo này. Rồi Rolex thì em không để nhiều ở đây, tại vì nhà em nhiều mẫu lắm. Em sẽ gửi hình cho các chị. Màu xanh này, trời ơi, màu xanh dương. Nam thì rất nhiều luôn. Các chị muốn mua Rolex cho nam, cho chồng, các chị inbox em, tại vì nhà em rất là nhiều Rolex. Đó, ok chưa? Nói chung là riêng về mã Rolex thì rất nhiều, nhưng mà em không để mang về đây like hết được. Em để đây vài mẫu để các chị hiểu rằng là phụ nữ mình ấy thì đeo size 31 là đẹp nhất. Cổ tay của chị em chúng mình đeo size 31 là đẹp nhất. Còn những chị nào mà hay mặc vest tổng tài, những chị nào mà hay mặc đồ trông men men thì sẽ đeo tầm size 33, 36 hoặc 38. Còn những chị mà cỡ chị tâm linh đá gì ấy, chị men cỡ đó ấy, thì chị mới sẽ đeo size 41. Chị thường xuyên đặt hàng nhà em là size 41. Đó. Nên là các chị dùm em nha. Rolex nhà em có 70 mấy mẫu để các chị dòm. Đó, thấy không? Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất cơ nhà sắc luôn. Đó. Em qua cái mã này, em sang một cái mã là Hublot. Hublot thì nhà em này, cái này là cái mã đỉnh của chóp này, Hublot cái này này. Cái màu đen này em ra đường 10 người dân chơi đi ra đường 10 người đều có. Hublot là như vậy.